một góc khuôn viên chùa Phong Tứ Trắc, Thanh Trì. Hai chiếc ghe ngò của Phong Tứ Trắc ha, tới thời điểm này vẫn còn khóa kín, kín cổng cao tường. Đây, chúng ta thấy vào thời điểm này rất nhiều ghe đã xuống sông để tập luyện trên sông, thì ở đây chúng ta thấy hai ghe của Phong Tứ Trắc vẫn còn được giữ gìn rất là cẩn thận. Đây hai chiếc ghe ha, chiếc bên tay trái chúng ta thấy còn có số 33 là chiếc ghe cùng với anh em đội ghe đã giành những chức vô địch của 2011-2014. Còn chiếc bên phải thấy còn đây, chữ Phong Tứ bên phải ha, thì được đóng vào 2018, và sau khi hạ thủy thì chiếc ghe này cũng gần như giống như 2011 của chiếc ghe số 33, là gần như ngay lập tức giành chức vô địch ở năm đầu tiên hạ thủy luôn. Dạ, để em đứng ngoài em quay cái em vô liền. Đông lắm em. Dạ. Và tiếp tục năm sau thì chiếc ghe cái chữ Phong Tứ này cùng với anh em giành thêm chức vô địch, danh giá đó là festival lần thứ tư 2019. Vậy là thì chiếc ghe này cũng đang chuẩn bị cùng với anh em đến với Âu Bốc Sóc Trăng 2023. Năm nay thì anh em Phong Tứ chủ yếu là tập trên dàn giáo thôi, đến gần ngày thi đấu thì sẽ hạ thủy ghe này và tập trên ghe, sau đó để di chuyển về Marlboro và chuẩn bị tham gia Âu Bốc 2023. Rồi bây giờ Quốc Khởi sẽ vào trong quay cận cho anh em mình xem nha. Bây giờ Quốc Khởi vào bên trong rồi, hai chiếc ghe ngò đem lại rất nhiều thành tích cho Phong Tứ Trắc. Chiếc bên trái hồi nãy chúng ta thấy ở đằng mũi đó là chiếc đóng 2011 vô địch festival lúa gạo lần thứ hai 2011, sau đó là vô địch 2014 ở bốc 2014. Còn chiếc bên phải là chiếc đóng vào 2018, thì vô địch 2018, vô địch 2019, và vừa rồi cùng với anh em là vào tới trận chung kết của bốc 2022. Tuy nhiên trước sự xuất sắc của Quách Bích thì anh em chỉ giành thứ hạng nhì. Đây Liêu Hải, huấn luyện viên trưởng, đội trưởng của ghe đang xem xét, vài hôm nữa thì anh em sẽ cho hạ thủy chiếc ghe này để bơi hẳn trên ghe chỉ vài ngày thôi, trước khi đến với dòng sông Marlboro tham gia Âu Bốc 2023. Như Quốc Khởi đã nói, như anh em mình đã biết thì năm nay Phong Tứ Trắc chủ yếu là anh em tập trên dàn giáo thôi. Mọi việc thấy cũng sẵn sàng, chúng ta thấy dòng sông hôm trước là lục bình rất là nhiều, giờ đây cũng đã dọn sông lục bình rồi để sẵn sàng cho lễ hạ thủy cũng như là đem ra xuống tập vợt trên dòng sông quê hương trước khi di chuyển ra kênh Thành Trị ngã năm tập tiếp, và cuối cùng sẽ là dòng sông Marlboro, dòng sông của ghe ngò. Cần câu rồi cũng đã sẵn sàng hết ha, giờ chỉ còn là cân chỉnh lại nữa thôi. Mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi, anh em cũng đã tập luyện, ghe cũng đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đúng ngày giờ hạ thủy, cân chỉnh phương tiện, cân chỉnh cần câu và những buổi tập trên sông nữa là hoàn thiện các bài tập bị đến với Âu Bốc thôi. Rồi chúng ta cùng một lần nữa ngắm chiếc ghe ngò Phong Tứ Trắc đóng vào năm 2018 với hai chiếc vô địch 2018-2019, đặc biệt là 2019 Festival đua ghe ngò lần thứ tư nha. Và bây giờ thì tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày giờ hạ thủy để cùng anh em đến với dòng sông Marlboro tham gia Âu Bốc 2023 Phong Tứ Trắc Thanh Trì.
Và đây là phòng truyền thống, phòng trưng bày những thành tích của ghe ngò Phong Đức Chắc trong khuôn viên của chùa. Chúng ta cùng xem ha. Cờ lưu niệm có, cờ ghi nhận thành tích có. Trong đó thì như anh em mình biết rồi, 4 chức vô địch rất là nổi bật của Phong Đức Chắc, đánh dấu từ năm 2011 với chức vô địch Festival Lúa Gạo lần thứ 2, sau đó là chức vô địch vào năm 2014, vô địch 2018 và gần nhất là vô địch 2019 ở Bốc Sóc Trăng 2019. Festival lần thứ 4, đây, đua ghe ngò lần thứ 4 khu vực đồng bằng sông Cửu Long 2019, đây là bản lưu niệm ha. Ngoài ra còn rất nhiều thành tích khác nữa. Nhì ba, có một khoảng thời gian gần một chục năm thì Phong Đức Chắc cũng giống như Càng Long là 20 năm thì Phong Đức Chắc là gần một chục năm là chưa một lần bị đánh bật ra khỏi top 3 bất cứ một hội đua nào anh em tham gia. Và thành tích gần nhất của anh em là tại Úc 2022 vừa rồi, thì chúng ta nhớ là anh em cũng đã đi đến trận sau cùng, trận chung kết. Tuy nhiên với sự xuất sắc của Quách Bích thì anh em đã không thể mang cúp về chùa như những năm trước. Và đây là những chiếc cúp rất là quý ha, được để trong giữ gìn cẩn thận trong tủ. Đây là chiếc cúp của 2019. Và đây là chiếc cúp của 2018. Chiếc cúp 2014. Và đây là chiếc cúp 2011, đánh dấu tên Phong Đức Chắc trong lòng người hâm mộ. Đây 2011, 4 chiếc cúp ha. Chúng ta thấy 4 chiếc cúp hiện nay được giữ trình rất cẩn thận trong tủ nơi trưng bày của chùa Phong Đức Chắc. Trong đó chúng ta thấy có ảnh bác. Đây là cờ, rồi áo đấu màu vàng rực rỡ. Nhìn sắc áo là chúng ta đã đoán được đội ghe nào, đó là Phong Đức Chắc ha. Trên dòng sông Mát Vô Rô, mỗi lần xuất hiện thì Quốc Khởi thường nói là một màu vàng rực rỡ đó. Đây là những hình ảnh. Rồi, anh em mình một lần nữa cùng ngắm lại phòng truyền thống ha, của ghe ngò Phong Đức Chắc, một trong những đội ghe có thành tích tốt nhất của làng ghe ngò Sóc Trăng nếu như tính khoảng một thập kỷ gần đây, từ 2011 đến 2019 anh em có 4 chiếc vô địch. Dấu lặng của anh em là 2020 khi dừng lại ở top 8 đội, và vừa rồi thì anh em 2022 thì anh em đã trở lại khá là mạnh mẽ khi đi đến trận sau cùng. Tuy nhiên đã không đem về cúp như những lần trước. Quách Bích xuất sắc giành chức vô địch và anh em hạng nhì. Và năm nay thì một lần nữa chúng ta cùng chờ xem Phong Đức Chắc sẽ như thế nào trên dòng sông Mát Vô Rô.